Harry luôn phũ phàng khi nhắc về Tiến Đạt, thẳng tay xóa sạch mọi hình ảnh chung. Đã một thời gian trôi qua kể từ ồn ào giữa Harry luôn Tiến Đạt và Trấn Thành nổ ra, mới đây trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Hàn Quốc, Harry luôn lần đầu có động thái nhắc về kỷ niệm với người cũ. Quá khứ tình trường của các sao Việt luôn là đề tài giữ sức hút lớn với người hâm mộ, trong đó dù đã kết hôn, Harry luôn vẫn thường xuyên bị công chúng gợi lại mối tình kéo dài gần 9 năm với nam rapper Tiến Đạt. Về phía nữ ca sĩ, cô luôn có động thái tránh né, hạn chế nhắc về kỷ niệm hình ảnh của người cũ. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc gần đây, Harry luôn đã có dịp chia sẻ hành trình vụt sáng thành sao ở làng giải trí Việt. Tại đây, người đẹp hiếm hoi nhắc về kỷ niệm thời tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú. Đây là chương trình giúp nữ ca sĩ được biết đến nhiều hơn với danh xưng bạn gái Tiến Đạt. Lúc bấy giờ, cô và bạn trai cũ từng là cặp đôi V-Beat gây sốt mạng xã hội một thời. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, Harry luôn chỉ tiết lộ nhận lời mời tham gia chương trình thông qua một người bạn. Đồng thời, mọi hình ảnh của Tiến Đạt cũng bị xóa hoàn toàn khỏi đoạn video giới thiệu. Điều này khiến fan suy nghĩ rằng nữ ca sĩ không muốn nhắc đến người yêu cũ sau kết hôn. Trước đó, vào thời điểm mới chia tay nam rapper, giọng ca Hương Đêm Bay Xa từng gây ồn ào trên khắp diễn đàn khi chê trách bạn trai cũ giả tạo. Chính vì vậy, nhiều khán giả suy đoán rằng cặp đôi hiện có mối quan hệ không còn tốt đẹp. Cụ thể, khi ấy, nữ ca sĩ ra mắt cuốn tự truyện Cỏ Hạnh Phúc và đã không ngại ngần đề cập đến tình cũ là rapper Tiến Đạt, Harry luôn viết trong tự truyện: "Anh đừng nói thêm gì nữa cả, càng làm cho mọi người thấy anh cao thượng còn em xấu xa thôi, em xin anh đừng nói gì cả, em cũng sẽ im lặng. Em chỉ muốn nói với anh lời cuối này thôi, cả thế giới này chửi rủa em ra sao, thù ghét em thế nào, nói em là loại ăn cháo đá bát, nhưng chỉ riêng anh đừng như thế, việc mà anh có thể làm, đó là xin lỗi em cả đời, đó là điều anh nên làm, vì bản thân anh hiểu rõ nhất, em đã phải chịu đựng những gì", Harry Won nói với Tiến Đạt. Những tâm sự của Harry Won sau đó đã nhận được những phản ứng trái chiều của dư luận, thậm chí quản lý cũ của Harry Won còn lên một bài viết dài, chỉ trích nữ ca sĩ cho rằng cô không nên viết về tình cũ như thế. Về phía Tiến Đạt, sau khi đọc tự truyện, nam rapper chia sẻ: "Cảm ơn em quyển sách này nhé, anh đọc hết rồi. Cho anh nhớ lại những ký ức mà chỉ anh biết về em, về tuổi thơ của em. Ngoài kia có nói gì thì kệ, không ai sống cuộc đời của mình nên cứ vậy mà sống." Trong khi bà xã hạn chế nhắc về người cũ, Trấn Thành lại nhiều lần gây tranh cãi khi gọi tên Tiến Đạt trước truyền thông. Không chỉ vậy, nam MC còn từng dùng tên người yêu cũ của vợ để làm trò cười trong một buổi tiệc gần đây. Dẫu biết nam MC có góc nhìn thoáng về các mối quan hệ xưa, song fan mong rằng ông xã Harry Won nên để mọi chuyện rơi vào quên lãng vì Tiến Đạt cũng đã có gia đình mới. Sau 6 năm kết hôn, Trấn Thành và Harry Won trở thành cặp sao Việt có sức ảnh hưởng lớn. Dù chưa có con, song cặp đôi vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Từ khi về chung một nhà, nam MC có sự nghiệp thăng tiến, trong khi đó nữ ca sĩ lại có phần kém nổi bật so với ông xã. Bù lại, mỹ nhân sinh năm 1986 khiến nhiều người ghen tị khi được chồng cưng chiều hết mực và sống trong điều kiện đủ đầy, xa xỉ. Cũng trong cuộc trò chuyện với truyền thông Hàn lần này, trước câu hỏi liên quan đến Trấn Thành, Harry Won nở nụ cười hạnh phúc và nhanh chóng thốt lên: "Ôi, chồng tôi!" Nữ ca sĩ tiết lộ, cả hai đều có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhưng ông xã luôn được xếp hạng cao hơn. Nói về cuộc sống hôn nhân, Harry luôn thổ lộ: "Chúng tôi thức cả đêm chỉ để nói chuyện, chúng tôi có được những ảnh hưởng tốt đến từ các thành viên trong gia đình." Sau nhiều biến cố, Harry luôn đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên Trấn Thành. Từ ngày kết hôn với Trấn Thành, sự nghiệp của Harry luôn tỷ lệ thuận với độ viên mãn. Trong 7 năm qua, Trấn Thành và Harry luôn đều đã xây dựng được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí và có lượng người hâm mộ khủng. Có thể cho rằng Harry luôn là một trong những ca sĩ gốc Hàn có sự nghiệp thành công nhất nhì ở Việt Nam.